Dạ chào cô và các bạn, con là Nguyễn Tuấn Nam. Hôm nay con sẽ giới thiệu cho thầy cô và các bạn một sản phẩm mang tên rắn săn mồi. Bây giờ con sẽ chạy dự án của mình. Giao diện hiện lên là một cửa sổ có tiêu đề là rắn săn mồi. Và có một dòng là điểm của bạn. Đây là con rắn, còn đây là mồi. Khi ấn nút lên thì con rắn sẽ lên qua lại và xuống khi ăn được mồi. Nếu như thua thì nó sẽ hiện là bạn thua, nhấn C để chơi lại và quy để thoát. Buổi thuyết trình của con đến đây là hết. Câu lệnh mà con thích là lệnh là lệnh điều khiển cho cái nút quy và nút C. Nút quy là làm sao cho nó để thoát, còn nút C là làm sao cho nó lặp lại. Phần thuyết trình của con đến đây là hết, và các bạn và cô nhận xét. Rồi, ok Tuấn Nam. Cô chưa thấy con thuyết trình cái phần mà khi rắn nó ăn được mồi thì như nào ấy. Đúng không? Dạ, đi con lại. Khi rắn ăn được mồi thì nó sẽ mọc thêm một cái đuôi nữa, và cứ tiếp vậy thì nó điểm nó sẽ lên, và nếu như thua thì nó sẽ hiện lên cái hồi nãy luôn. Rồi, ok. Rồi, cô mời một số bạn nhận xét. Được nha anh Dũng. Con thuyết trình một cái bài sáng tạo mà. Bài sáng tạo thì mình thuyết trình dự án mình làm bất kỳ là được. Rồi, cô mời Minh Hà nhận xét bài của Tuấn Nam. Con thưa cô là con thấy bài của bạn khá là tốt. Bạn nói to, rõ ràng, không ngắt ngứ. Biết được thì mọi người. Rồi bạn nói to rõ ràng không ngắt ngứ, bài làm tốt. Còn ý gì nữa không con? Để con coi đó. Và cái bài này hình như nó là một trong những cái bài sáng tạo. Có mấy câu lệnh có khả năng được copy từ cái bài trước ra ạ. Rồi, cái bài này là bài sáng tạo và nó có cùng ý tưởng với cái bài của bạn Thăng đúng không? Bài bạn Thăng tuần trước bạn thuyết trình cũng là rắn săn mồi, tuy nhiên là cái giao diện màu nền nó khác, cũng như là chữ khác, điểm cũng khác đó. Chúng ta sẽ cùng có nhiều ý tưởng trùng nhau là chuyện bình thường thôi, còn chúng ta lập trình mỗi người sẽ có một phong cách khác nhau nhá. Rồi, và cô nhận xét cái phần lập trình của Tuấn Nam thì phần lập trình của Tuấn Nam đã áp dụng được tất cả các kiến thức mà cô dạy, cũng như là con đã sáng tạo thêm cho dự án để tạo thành một cái dự án riêng của mình, cũng như là tham khảo thêm ở trên mạng và internet để có thể hoàn thiện được cái phần sáng tạo của con. Thì cô đánh giá cao cái phần ý thức tự mình khám phá và tự mình học hỏi thêm các kiến thức nâng cao ở bên ngoài. Tuy nhiên là những cái kiến thức này mình chắc chắn sẽ phải phải tìm hiểu thật kỹ và làm sao để mình hiểu được hết các cái lệnh mà mình đã sử dụng ở trong bài thì mình mới mới nên tìm hiểu, mà mình không nên đi copy nguyên những cái đoạn lệnh của người ta nhá. Lưu ý của các bạn khi mà chúng ta đi tham khảo ấy là chúng ta nên tham khảo những cái phần mà chúng ta hiểu và thực sự hiểu thì chúng ta nên tham khảo và chúng ta lập trình vào. Còn những cái phần mà các bạn chưa thực sự hiểu, các bạn có thể nhắn và gọi hỏi cô để cô giải đáp thêm cho các bạn, để các bạn có thể hiểu được cái bài đó một cách chính xác và hiểu hoàn toàn của dự án đấy nhá. Thì còn không là cô mặc định là các bạn đã hiểu hết các hoạt động và các lệnh ở trong dự án này, và cô sẽ hỏi sâu cho về các bạn về một số lệnh cũng như là hàm ở trong dự án này nhá. Rồi, và thứ hai là về phần thuyết trình.
Phần thuyết trình của Tấn Nam thì con thuyết trình khá là tự nhiên, to rõ ràng. Tuy nhiên là về cái phần thuyết trình con chưa trình bày được hết những cái ý hay cũng như là cái khó khăn, cái bài thuyết trình của con nó kiểu như là chưa chưa bày tỏ được cái cảm xúc của con khi mà con sáng tạo ra sản phẩm này. Đấy. Ví dụ như là khi con tạo cái sản phẩm này thì con có gặp khó khăn ở đâu hay không? Hay là con cảm thấy là cái phần nào con lập trình khi mà con lập trình ra được cái sản phẩm như này con cảm thấy rất là tự hào vì cái khả năng lập trình của mình hay là cái khả năng tìm hiểu kiến thức của mình. Đấy, và con tự mình làm ra được cái dự án như này thì con cảm thấy như thế nào? Đấy thì mình khi mình thuyết trình mình nên nói thêm về một số cảm xúc khi mình gặp phải khó khăn gặp phải hay là cảm xúc tích cực về cái dự án của mình. Đấy thì các bạn có thể đây là cái một cái dự án đầu tiên mà mình tự mình tạo ra chứ không nhờ sự hỗ trợ hay hướng dẫn của người khác. Đấy, đấy là một cái niềm tự hào của mình rồi nhá. Thì các bạn có thể nói thêm về cái phần cảm xúc của mình trong khi mình thuyết trình thì cái bài ý thuyết trình của mình nó sẽ có điểm nhấn hơn nhá Nam nhá. Rồi, Dạ. và cô muốn hỏi Nam một chút về cái phần màu của cái thức ăn ý. Con cuộn xuống cho cô cái phần thiết lập màu của màu của thức ăn ở đâu? Màu của thức ăn nó đang là màu gì? Dạ, màu thức ăn đang là màu xanh cô. Màu xanh. Thức ăn ở đây cô. Ừ, đây là mã màu thôi, không phải phần thiết lập màu cho thức ăn. Đây cô. Ok. Rồi bây giờ con đổi cho cô để thành màu blue. Thì mình sẽ đổi như thế nào? Dạ mình sẽ đổi cái này thành vậy cô. Rồi, có đúng không? Dạ Chính xác đúng không? cô. Con cuộn lên trên con xem nào. Cái phần định nghĩa màu của con. Dạ có rồi. Ồ, có blue rồi. Rồi cuộn lên trên cho cô để cô xem lại cái mã màu con định nghĩa. Red, black, green, blue, yellow, white. Đây là tất cả các màu cơ bản là có rồi đúng không? Màu bây giờ cô muốn cho nó màu cam. Màu cam thì làm nào con? Màu cam là trộn của màu gì với màu gì nhỉ? Dạ màu đỏ là màu vàng. Rồi, đỏ và vàng. Vậy làm thế nào để mình định nghĩa được màu cam? Dạ mình không nhớ. Rồi, con có biết cái màu này nó nghĩa là gì không? Tại sao nó lại bao gồm ba cái số như thế này? Vì kiểu cái Ba số cái của mã màu. ừ. Số của mã màu là mã màu gì con? Số đầu tiên là mã của màu gì? Số đầu tiên là mã có màu trắng không? Trắng. Đúng là màu trắng không? Bây giờ cái ví dụ nhá, bây giờ cô hỏi ở dòng số 7 nó đang có 3 số là 255. Vậy thì số 255 đầu tiên là mã màu gì? Dạ
2551 đầu tiên là mã màu của Rồi không nhớ đúng không? dạ. Đây là cái phần thiết lập mã màu theo định dạng là RGB, red, green và blue. Thì ba cái màu này là ba màu cơ bản và khi chúng ta trộn với giá trị khác nhau nó sẽ tạo ra các màu khác nhau. Nhá. Vậy thì cái số đầu tiên trong bộ ba này nó là giá trị của màu màu đỏ. Lượng màu của màu đỏ nhá. Và số thứ hai nó sẽ là màu xanh lá cây, RG, red, green và số cuối cùng là blue nhá. Thì chúng ta muốn định nghĩa cái màu màu cam thì sẽ là số đầu tiên là 255 và số thứ hai là gì? 2555 luôn cô. Đỏ và xanh lá sẽ ra là màu màu gì? Một hai phong cô. Đỏ và vàng đúng không? Nó mới ra màu màu cam. Hai Thì phong. cái màu xanh lá này chúng ta cho là không. Đúng không? Đó thì các bạn sử dụng cái quy luật trộn màu để chúng ta sẽ ra cái được cái màu màu cam nhá. Dạ. Rồi, ok. Rồi và Nam đã hoàn thiện phần thuyết trình của con. Phần thuyết trình của con thì cần thêm cái phần 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 thuyết trình nói thêm về cái phần cảm xúc khi mình lập trình ra cái dự án này, sáng tạo ra dự án này và nói thêm về hoạt động. Con cũng thuyết trình thiếu với mất cái phần hoạt động chính là khi chúng ta ăn được cái thức ăn thì nó dài ra đúng không, và chúng ta được tăng thêm cái điểm nữa và điểm sẽ hiện lên như thế nào đấy, thì con có thể thuyết trình thêm về những cái phần đấy. Rồi và về phần lập trình thì con đã bài của con thì đầy đủ các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao. Tuy nhiên là con phần cần ôn tập lại thêm kỹ hơn về các kiến thức mình đã học nhé Nam nhé. Một số kiến thức con vẫn còn quên. Ok, mình thực hành nhiều thì mình sẽ nhớ và quen thôi nhá. Rồi và Nam đã hoàn thiện phần thuyết trình của con.